Đề án chuyển hóa xây dựng xã phường thị trấn không có ma túy đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, bởi ma túy được xem là nguyên nhân của rất nhiều các tai tệ nạn khác. Sạch ma túy đồng nghĩa với môi trường sống an bình lành mạnh. Vì thế, để gìn giữ lâu dài rất cần sự vào cuộc tích cực của chính quyền, cơ quan chức năng và người dân. Ghi nhận tại xã Mai Động và xã Phú Thịnh, 2 trong 6 địa phương được xác nhận cơ bản không ma túy tại huyện Kim Động. Từ nhiều tháng nay, Đài Truyền thanh xã Mai Động đã dành khá nhiều thời lượng để tuyên truyền về tác hại của ma túy và đề án xây dựng xã không ma túy như thế này. Cùng với đó, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã phát hiện 7 đối tượng nghi nghiện yêu cầu đưa đi cai nghiện tự nguyện. Đến cuối năm 2023, địa phương đã được xác nhận là xã không có ma túy. Địa phương trắng về cái tệ nạn ma túy thì đây là một cái cực kỳ phấn khởi. Chúng tôi là người dân thì cũng chung tay cùng đóng góp với xã hội, với địa phương làm sao để cho cái địa bàn của địa phương mình nó không có cái tệ nạn ma túy. Họp chi bộ thường xuyên là chúng tôi lồng ghép vào cái này để tuyên truyền. Mỗi đảng viên chúng ta nắm được rồi thì chúng ta sẽ tuyên truyền cho từng người ở trong gia đình mình và ra đến ngoài xã hội để cho mọi người dân nắm được và để tránh được cái ma túy. Xác định rõ việc xây dựng đã khó, nhưng việc giữ gìn duy trì còn khó hơn nhiều. Vì thế trong mọi thời điểm, công an xã Mai Động vẫn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát đến tận các hộ dân, các doanh nghiệp khu tập trung đông người để tuyên truyền vận động, phát tờ rơi và yêu cầu ký cam kết. Thực hiện thường xuyên liên tục công tác đấu tranh phòng chống ma túy, thực hiện cái quy chế phối hợp giữa công an xã, chính quyền địa phương, trao đổi thông tin về các đối tượng kiểm soát tình hình người nghiện nhằm kiềm chế cái ma túy xâm nhập vào địa bàn. Tương tự như vậy, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, xã Phú Thịnh cũng đã phát hiện và yêu cầu 3 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện, hiện đang đưa vào danh sách theo dõi 12 trường hợp. Cuối năm 2023, đến nay địa phương này cũng được xác định là địa phương không có ma túy. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng triển khai trong đảng ủy. Đảng ủy họp và có nghị quyết lãnh đạo, sau đó là phổ biến nghị quyết về các chi bộ và các ngành đoàn thể là phải thực hiện các cái nghị quyết cùng với toàn dân là cái tai mắt để tăng cường cái công tác là phát hiện tố giác tội phạm. Với quyết tâm và những việc làm cụ thể nêu trên, hai địa phương sẽ gìn giữ được môi trường sống lành mạnh không ma túy như hiện nay, đồng thời sẽ là cơ sở để Kim Động phấn đấu hoàn thành mục tiêu 11 xã thị trấn không ma túy trong năm 2024 và huyện không ma túy vào năm 2025.